trí, hình thể ngoài và liên quan cửa phổi. Cái thứ hai là các em phải chỉ được cho tôi cuống phổi, các thành phần của cuống phổi, chất phận và một số thành phần của cuống phổi dinh dưỡng, và chỉ nói được sự liên quan của các thành phần trong cuống phổi chất phận và sự liên quan của cuống phổi với các thành phần xung quanh. Phần thứ ba, các em phải nói được cho tôi đó là về màng phổi. Màng phổi thì ở đây các em chỉ được cho tôi các túi cùng màng phổi và nói rõ được cái vị trí, rõ được cái vị trí của lá tạng và lá thành và một số ứng dụng của các túi cùng. Bây giờ các em nhìn lên trên mô hình. Ở cơ thể chúng ta, thứ nhất chúng ta nhìn thấy có hai cái lá phổi nằm ở trong lồng ngực và nó nằm ở phía hai bên, cách nhau bởi một cái khoang ở giữa. Đấy, ở khoang ở giữa. Và cái khoang này người ta gọi đó là trung thất. Đó. Có hai lá phổi nằm ở trong lồng ngực và cách nhau ở cái khoang ở giữa. Khoang này gọi là trung thất. Về hình thể thì chúng ta thấy rằng phổi giống như một cái hình nón bị cắt đôi này, giống như một cái hình nón bị cắt đôi, chúng ta thấy. Và nó gồm có ba mặt, gồm có ba mặt, ba bờ, một đỉnh và một đáy. Ba mặt chúng ta nhìn thấy mặt ngoài và ở đây chính là mặt sườn. Mặt thứ hai là mặt trong, hay còn gọi là mặt trung thất. Và mặt thứ ba chúng ta nhìn thấy đây là mặt dưới, hay còn gọi là mặt hoành, hay còn gọi là đáy phổi. Đáy phổi. Và ở trên đây là đỉnh phổi. Và có ba bờ, bờ trước, bờ sau. Và bờ dưới các em lưu ý chỉ cho tôi rõ này. Bờ dưới vì mọi người hay nhầm và hay sót, cho mọi người chỉ cho tôi đó chính là chu vi của mặt đáy. Đây là bờ dưới. Đấy, toàn bộ bờ dưới. Như vậy bờ dưới gồm có hai phần. Phần thẳng nằm ở ranh giới giữa mặt trung thất và mặt hoành. Còn phần cong toàn bộ đây nằm ở ranh giới của mặt sườn và mặt hoành. Và đặc điểm ba bờ này thì chúng ta nhìn thấy đây, bờ trước thì sắc, bờ trước sắc. Và đặc biệt ở bên phổi trái thì có một cái khuyết, chúng ta gọi đó là khuyết tim. Đây chúng ta nhìn thấy có một cái khuyết này, người ta gọi là khuyết tim. Đây. Và cái phần nhu mô phổi nó thò dài ra trông giống như cái lưỡi, và phần này người ta gọi đó là lưỡi, lưỡi phổi. Như vậy phổi phải và phổi trái chúng ta thấy khác nhau, đó là phổi trái thì có lưỡi phổi, còn phổi phải thì không có lưỡi, không có lưỡi phổi. Đó, chúng ta nhìn thấy. Và bên phổi trái ở bờ trước thì chúng ta thấy là có huyết tim. Đây mọi người nhìn thấy cho tôi đây là huyết tim. Đó. Còn bên phổi phải thì không có. Thế còn bờ sau thì cả hai phổi giống nhau là nó tù. Nó tù. Còn bờ dưới thì là chu vi thì tôi đã nói rồi. Thế còn bây giờ về liên quan của phổi thì chúng ta thấy này, liên quan ở mặt ngoài hay còn gọi là mặt sườn, đúng không? Mặt ngoài hay còn gọi là mặt sườn. Và chúng ta nhìn thấy ở trên cái mô hình này là những cái phần xương sườn đã bị cắt đi. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy toàn bộ này, mặt ngoài thì nó cắt vào cái phía xương sườn. Bởi vậy ở mặt này thì chúng ta nhìn nó có các ấn của các xương sườn, hay còn gọi là rãnh, rãnh sườn. Đó, ấn của các xương sườn đây, tay tôi di thẳng hẹp. Đó. Ngoài cái ấn sườn ở mặt ngoài thì chúng ta còn nhìn thấy có rãnh chết, hay còn gọi là rãnh liêm thùy. Đây này chúng ta nhìn thấy rãnh này thì nó đi từ trên xuống dưới, từ sau ra trước,
và nó ăn sâu vào tận trong rốn phổi. Đây chúng ta nhìn ở trong này, chúng ta cũng nhìn thấy nó đây, ăn sâu vào tận trong rốn phổi. Và cái dãy liên thủy này sẽ chia phổi thành các thủy. Cụ thể ở phổi trái thì chúng ta thấy có dãy liên thủy hay dãy trách này, nó sẽ chia phổi thành thủy trên, và ở phía dưới đường này chúng ta thấy thủy dưới. Thế nhưng ở phổi phải, ngoài cái rãnh trách ra thì chúng ta còn nhìn thấy có một cái rãnh nữa, đó là rãnh ngang. Đấy, đây là rãnh ngang. Đấy, ngoài rãnh trách đây thì còn rãnh ngang. Và như vậy hai cái rãnh này sẽ chia phổi phải thành ba thì thủy trên, thủy giữa và toàn bộ đây chính là thủy dưới. Thế còn ở mặt trung thất thì nó liên quan với cái gì? Thì chúng ta nhìn thấy có một đặc điểm nổi bật, đó là ở phía sau và phía dưới này, chúng ta nhìn này, phía sau và phía dưới của mặt trung thất này thì có rốn phổi. Đấy, rốn phổi. Chúng ta nhìn thấy rốn phổi ở đây nó hình cái vợt cầu lông, vợt thì quay lên trên mà cám thì trúc xuống dưới. Đó, xuống dưới. Và ở phía trước cái rốn phổi này thì chúng ta thấy ở bên phải thì có ấn tim. Này chúng ta nhìn thấy nhé, ở bên phải có ấn tim. Này ấn tim. Thế nhưng vì tim nó nằm lệch sang bên trái cho nên ở phía trước rốn phổi trái cái ấn này nó sâu hơn và nó tạo thành hố. Đây chúng ta nhìn thấy đây, nhìn tạo thành hố. Đó. Và tay tôi để trong này đây, người ta gọi là hố tim. Hố tim. Còn sau rốn phổi thì ở bên trái chúng ta nhìn thấy có ấn rất sâu, hình rãnh. Và ấn này là của động mạch chủ ngực. Ấn này là của động mạch chủ ngực. Và người ta gọi nó là ấn của động mạch chủ ngực. Đây, màu đỏ đỏ đấy. Các em nhìn thấy. Và ở bên phải thì ở phía sau thì có cái ấn là ấn của tĩnh mạch đơn lớn. Ấn của tĩnh mạch đơn lớn. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy ở trên cái mô hình này. Đây, đây cái màu xanh xanh này. Đó. Đây chính là tĩnh mạch đơn lớn. Đấy, ấn của tĩnh mạch đơn lớn. Và đây, tôi để là thế còn ở phía trên phổi phải chúng ta nhìn thấy cô ấn, tôi phải dùng tay để thì ấn này nó gọn giống như cái ngón tay tôi để, và đấy là ấn của tĩnh mạch chủ trên. Đây chúng ta nhìn thấy tĩnh mạch chủ trên của tim nó ấn vào đây, và đây mọi người nhìn thấy cho tôi đây chính là ấn của tĩnh mạch chủ trên. Đây là tĩnh mạch chủ trên. Đó. Và cái phía trên của rốn phổi phải là có ấn của tĩnh mạch chủ trên màu xanh xanh ấn vào. Trong khi đó ở bên trái thì nó cong giống như một cái quai, và người ta gọi đây là ấn của quai động mạch chủ. Ấn của quai động mạch chủ. Và mọi người nhìn ở bên này cho tôi thấy, đây chính là quai động mạch chủ. Đó, ấn của quai động mạch chủ. Thế còn ở phía trước thì rốn phổi nó liên quan với cả cái bó mạch. Đây là bó mạch thần kinh vú trong. Phía trước liên quan với bó mạch thần kinh vú trong. Ở phía sau thì liên quan với dây thần kinh 10. Liên quan với dây thần kinh 10. Và ở trên mô hình này thì chúng ta nhìn thấy đây chính là dây thần kinh 10. Đấy, dây thần kinh 10. Và đây, dây thần kinh 10. Còn mặt hoành, mặt hoành thì các em nhìn thấy này, mặt hoành thì nó úp lên cơ hoành. Đấy, mặt hoành đây, úp lên cơ hoành. Ở đây tôi để đây một trên này mọi người nhìn thấy, úp lên cơ hoành. Và qua cơ hoành thì sẽ liên quan tới mặt trên của gan ở phía bên phải. Đấy, mặt trên của gan phía bên phải. Còn bên phổi trái thì liên quan với tình vị lớn của dạ dày. Tình vị lớn của dạ dày. Do vậy mà khi áp xe phổi vỡ thì ổ vỡ nó sẽ chảy qua các khe, các lỗ ở cơ hoành, có thể gây áp xe mặt trên gan.
hoặc ngược lại. Và chúng ta cũng giải thích vì sao mà khi ăn no thì chúng ta phải bị tức thở. Đó, ăn no bị tức thở bởi vì nó liên quan đến tình vị lớn và dạ dày. Thế còn đỉnh phổi thì chúng ta nhìn thấy ở trên này thì nó nhô lên cao, và phía trước nó thì liên quan với cả động mạch dưới đòn. À, các em nhìn thấy ở trên này đây là quay của chủ động mạch dưới đòn, nó sẽ ở phần này liên quan với động mạch dưới đòn. Và ở phía sau nó thì có hạch sao, nhưng mà trên mô hình không có, tôi không chỉ được. Đấy là tôi đã nói xong về vị trí hình thể ngoài và liên quan của phổi. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần cuống phổi. Thì phải nắm được là có mấy cuống phổi. À, có hai lá phổi thì phải có hai cuống phổi. Là sao? Đây chúng ta nhìn thấy tạo ra hai cái tay tôi nắm đây. Đây chính là hai cuống phổi. Đó, hai cuống phổi. Và cuống phổi này thì các em phải kể được cho tôi các thành phần đi vào và các thành phần đi ra. Và các thành phần đi vào và đi ra đó gồm có 7 thành phần, nhưng được chia thành hai loại cuống phổi. Thứ nhất đó là cuống phổi chức vận. Tại sao gọi là cuống phổi chức vận? Vì nó làm nhiệm vụ trao đổi khí. Vận nó gồm những cái gì? Đây, nó gồm có tĩnh mạch phổi, động mạch phổi và phế quản gốc. Tĩnh mạch phổi, động mạch phổi và phế quản gốc. Còn cuống phổi dinh dưỡng thì gồm có động mạch phế quản. Ta nhìn thấy tĩnh mạch phế quản, đây màu đỏ đây, đây là động mạch phế quản, tĩnh mạch phế quản và thần kinh và bạch huyết. Đó. Thần kinh ở trên này các em nhìn thấy cho tôi, nó là những cái màu vàng vàng, còn bạch huyết là những cái chấm màu xanh 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 hình lá cây. Đó. Hình lá cây, bởi vì là mô hình trong người ta biểu thị cũng có phần nó chưa chính xác một chút. Và ở đây thì các em phải nói được cho tôi cái liên quan của các thành phần trong cuống phổi chức vận. Ở đây thì gọi là rốn, bởi vì cắt sâu mà thì gọi là rốn. Nhưng ở phía trên này thì người ta gọi đây là cuống. Thì chúng ta nhìn thấy này, tĩnh mạch phổi có hai cái, ở trước và dưới, dưới nhất. Phế quản gốc ở sau nhất. Và tính từ trên xuống dưới thì bên phải phế quản gốc ở trên nhất, rồi đến động mạch phổi và cuối cùng là tĩnh mạch phổi. Còn ở bên trái thì chúng ta nhìn thấy tĩnh mạch phổi cũng ở trước và dưới nhất, phế quản gốc cũng ở sau nhất, nhưng động mạch phổi thì trèo lên trên phế quản gốc. Cái mô hình này là chưa chính xác lắm, chưa chính xác lắm. Và đây nếu như ở trong cuống phổi thì các em nhìn thấy nó rõ hơn một chút. Đây, trong dưới phổi các em nhìn thấy này, hai cái màu đỏ này là tĩnh mạch phổi ở trước và dưới nhất. Đấy. Phế quản gốc ở sau nhất và đây là phổi trái, bởi vì chúng ta thấy là động mạch phổi trèo lên trên phế quản gốc. Đấy. Hay tính từ trên xuống dưới là động mạch phổi ở cao nhất rồi đến phế quản gốc rồi mới đến tĩnh mạch phổi. Đấy. Do vậy người ta dựa vào cái thứ tự sắp xếp của ba thành phần cuống phổi chức vận, người ta có thể xác định được là phổi trái hay phổi phải. Ngoài cái việc lưỡi phổi, huyết tim, rồi có một rãnh chết, thì còn có một cái lý do nữa người ta khẳng định đây là phổi phải, bởi vì động mạch phổi ở cao nhất trong cuống phổi và trong cuống phổi. Đó. Và ở đây thì vì là phần cuống phổi nhưng mà cái số phổi nó cũng quan trọng. Chúng ta thấy cho tôi tại sao nó lại gồ lên. Đó, gồ lên như thế này. Đây chính là nơi lá thành và lá tạ dính lại với nhau và tạo nên số phổi. Đó. Và phần dưới hai lá này dính với nhau tạo thành một cái dây chằng. Phần này người ta gọi là dây chằng tam giác. Dây chằng tam giác. Phần thứ ba tôi nói tới đó là màng phổi, khoang phế mạc và các túi cùng màng phổi, cây phế quản. Chúng ta đã học lý thuyết ở trên giảng đường
biết rằng có hai lá tạng và lá thành. Thế thì lá tạng thì nó áp sát vào nhu mô phổi và ăn sâu vào các khe các kẽ của phổi, do vậy nó chia phổi thành các thùy. Còn lá thành thì nó áp sát vào cân nội lực, và như vậy thì cái sự chuyển động của lá thành và lá tạng nó ngược chiều nhau. Trong khi lá tạng chuyển động xu hướng co về rốn phổi thì lá thành lại chuyển động theo các lớp cân cơ thành lực trước bên. Bởi vậy hai lực này triệt tiêu nhau. Cho nên cái khoang mà nó được tạo nên bởi lá thành và lá tạng của màng phổi mà nó dính với nhau ở rốn phổi đó thì người ta gọi đó là khoang phế mạc. Và tôi ví khoang phế mạc này giống như cái túi hai đáy. Đáy thứ nhất chính là lá tạng. Đáy thứ hai chính là lá thành của màng phổi. Phần thẳng của bờ dưới phổi. Và chúng ta nhìn thấy này,
do mặt hoành và mặt trung thất cách nhau theo dọc thế vờ thẳng, phần thẳng của vờ dưới phổi. Và cuối cùng lớn nhất và thấp nhất chúng ta nhìn thấy đó chính là chúng ta nhìn thấy này, mặt sườn cắt mặt hoành theo dọc phần căng của vờ dưới phổi. Cuối cùng này thấp nhất và lớn nhất, cho nên hay có dịch tập ở đây. Bởi vậy khi chọc dịch màng phổi thì chọc ở túi cùng sườn hoành sườn này. Và phần tiếp theo chúng ta nắm được nữa đó là về cây phế quản. Cây phế quản đây chúng ta nhìn thấy đây là khí quản. Cái đây là cái tiêu bản ăn mòn à, đây phần khí quản này. Khi đến ngang cỡ số mức 4 thì sẽ phân chia thành phế quản gốc phải và phế quản gốc trái. Chúng ta thấy phế quản gốc phải ngắn trong khi phế quản gốc trái thì dài, phế quản gốc phải thì to à, trong khi phế quản gốc trái thì nhỏ. Phế quản gốc phải thì xuôi hướng với khí quản, trong khi phế quản gốc trái thì vuông góc với khí quản. Đó là ba đặc điểm khác nhau của phế quản gốc phải và phế quản gốc trái. Và do vậy nếu dị vật rơi vào khí quản thì hay rơi vào phổi phải. Thế còn các phế quản gốc này sẽ phân chia thành phế quản thùy. Phổi phải có 3 thùy thì nó có phế quản thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Phổi trái có 2 thùy thì chỉ có phế quản thùy trên và thùy dưới. Và mỗi phế quản thùy này lại phân chia theo kiểu hình cành cây thành phế quản tiểu vân thùy. Và cứ chia nhiều lần như vậy, cuối cùng đơn vị của nó chính là tiểu phế quản tận, bao gồm có một chùm phế nang. Đây, một chùm phế nang. Về cuối cùng đó là mạch máu và thần kinh chi phối cho phổi, thì yêu cầu các em chỉ được cho tôi động mạch phổi, tĩnh mạch phổi và động mạch phế quản, tĩnh mạch phế quản. Thì ban nãy ở phần cuống phổi và giống phổi tôi cũng chỉ rồi. Để đây chúng ta nhìn lại một lần nữa ở trên tim này, thì chúng ta nhìn thấy này, động mạch phổi màu xanh đây, ăn mừng từ tâm huyết phải chia thành động mạch phổi trái và động mạch phổi phải. Thế còn tĩnh mạch phổi thì màu đỏ đây, và nó đổ về tâm nhĩ trái. Tại sao nó biểu thị màu khác với các động tĩnh mạch khác? Bởi vì nó mang cái chất vận là trao đổi khí, nó mang máu dầu CO2 đến để trao đổi khí tại phổi. Và ở trên cái chùm phế nang này, cái tiểu phế quản tận, thì chúng ta sẽ chỉ được màu đỏ đây là động mạch phế quản và màu xanh đây là tĩnh mạch phế quản. À, trong khi đó ở đây là tĩnh mạch phổi, còn đây là động mạch phổi. Động mạch phổi lại màu xanh, còn tĩnh mạch phổi lại màu đỏ. Đó. Này chúng ta dừng.